Thưa quý vị, chiều nay ngày 12 tháng 4 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cấp ủy tỉnh và cán bộ lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, ủy viên, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ xã phường thị trấn. Tại điểm cầu tỉnh, ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tiếp thu nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai quán triệt và cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, chỉ thị, kế hoạch để tổ chức thực hiện sát với tình hình địa phương. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết, kết quả nổi bật là đổi mới công tác cán bộ một cách mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ tất cả các khâu, xác định tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát huy dân chủ trong đảng, trong các cơ quan nhà nước, tính năng động sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Về giới thiệu đảng viên để bầu cử, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị đúng quy định. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, vai trò quản lý, giám sát của tổ chức đảng đối với cán bộ, đảng viên, nâng cao vai trò hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng, lãnh đạo chặt chẽ, công tác phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trách nhiệm đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Đối với kế hoạch số 23, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công 157 cán bộ cấp tỉnh theo dõi, hỗ trợ 157 xã phường thị trấn, cấp huyện phân công gần 700 cán bộ cấp huyện về hỗ trợ 986 ấp khu phố, cấp xã phân công hơn 6.000 cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách và hỗ trợ hơn 14.000 tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm, việc thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy xã phường thị trấn và chi bộ ấp khu phố đi vào nền nếp, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên rõ nét. Các nội dung cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình, chỉ thị, kế hoạch, quy định của cấp trên ngày càng phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Công tác xây dựng đảng được chú trọng hơn, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu được đề cao. Việc ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng. Phương châm tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình được thực hiện đi vào nền nếp, khẳng định sự quyết tâm và hiệu quả trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo chủ trương hướng về cơ sở. Việc thực hiện phương châm giúp cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh gắn bó mật thiết với nhân dân ở địa bàn dân cư, kịp thời nắm chắc tình hình cơ sở, truyền đạt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức, lối sống. Thông qua việc đi cơ sở, giúp cán bộ lãnh đạo các cấp theo dõi, nghiên cứu, nắm bắt toàn diện các lĩnh vực xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện. Việc triển khai thực hiện nội dung 4 nắm, 4 góp và 3 kiểm được vận dụng ngày càng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp và hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những nội dung xoay quanh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của từng cấp ủy đối với hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, những khó khăn vướng mắc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, việc nhận xét, đánh giá cán bộ. Các đại biểu cũng khẳng định, việc thực hiện phương châm tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình mang lại hiệu quả tháo gỡ điểm nghẽn thông tin, góp phần rất lớn trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị.